Trong những ngày qua, do thay đổi dòng chảy tại sông Thao, làm tuyến kè Tả Thao thuộc khu Bồng Lạng, xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ bị sạt lở nghiêm trọng, khiến một số hộ dân phải di rời khẩn cấp. Đoạn sạt lở có tổng chiều dài khoảng 1.000 mét, có điểm sạt lở chỉ cách quốc lộ 2D vài mét. Điểm sạt lở đã đe dọa trực tiếp đến 7 hộ dân, trong đó có 2 gia đình nhà cửa bị nứt tường nghiêm trọng. Trước mắt, chính quyền địa phương khẩn trương di rời người và tài sản để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Thưa quý vị, tối ngày 30 tháng 11, Festival Nông sản OCOP Làng Nghề gắn kết du lịch Thái Nguyên 2023 đã diễn ra với quy mô 120 gian hàng, với nhiều sản phẩm đặc sản vùng miền tiêu biểu, sản phẩm OCOP Làng Nghề truyền thống đến từ 40 tỉnh thành trong cả nước. Chương trình góp phần giao lưu, quảng bá thành tựu phát triển kinh tế xã hội, xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch giữa nhiều tỉnh thành phố, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và thúc đẩy kết nối tiêu thụ xuất khẩu nông sản. Tại lễ khai mạc, 30 sản phẩm tỉnh Thái Nguyên đã được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2023. Chương trình diễn ra đến hết ngày 4 tháng 12. Vừa qua, Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên phối hợp với huyện Phú Bình tổ chức chương trình xúc tiến kết nối tiêu thụ sản phẩm gà đồi Phú Bình và các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên năm 2023. Năm 2014, sản phẩm gà đồi Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đã được công nhận nhãn hiệu tập thể. Từ đó, các sản phẩm gà đồi của huyện đã phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, sản lượng và chất lượng. Việc lần đầu tiên chương trình xúc tiến kết nối tiêu thụ sản phẩm gà đồi Phú Bình được tổ chức giúp các địa phương, hợp tác xã, người chăn nuôi của huyện phấn khởi, yên tâm sản xuất, tiếp tục nâng cao chất lượng và gia tăng giá trị thu nhập của các sản phẩm từ gà. Đối với người chúng chăn nuôi của chúng tôi thì thực sự là rất chi là khó khăn về cái đầu ra. Cái đầu vào thì rất dễ nhưng cái đầu ra thì rất chi là khó khăn. Thế mà tôi cũng rất mong là các cấp huyện như cấp tỉnh cũng là tạo điều kiện được, mà mỗi một năm mà tạo điều kiện để quảng bá được rộng rãi như thế này thì cũng sẽ mang đến nhiều cơ hội cho những người chăn nuôi như chúng tôi. Huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên hiện có trên 13.000 hộ chăn nuôi gà theo hình thức thả đồi, với tổng đàn trên 4 triệu con, sản lượng trên 20.000 tấn, chiếm 63% giá trị sản xuất ngành chăn nuôi, tạo việc làm cho khoảng 20.000 lao động. Chúng tôi sẽ tập trung vào việc là chế biến sâu sản phẩm gà đồi và tập trung chăn nuôi cũng như là phát triển theo hướng hữu cơ, an toàn dịch bệnh và an toàn sinh học để mà đáp ứng được cái yêu cầu của thị trường trong thời gian tới. Thời gian tới, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên và Sở Công Thương một số tỉnh thành phố trong nước cùng các tập đoàn doanh nghiệp, hợp tác xã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, hỗ trợ kết nối tiêu thụ các sản phẩm gà đồi Phú Bình. Từ đó, sản phẩm gà đồi Phú Bình có tên tuổi và được bảo hộ trên thị trường, góp phần tăng khả năng cạnh tranh và mang lại giá trị kinh tế cho bà con nông dân. Thời gian gần đây, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa liên tục phát hiện các vụ việc về sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại. Thực trạng này đáng lo ngại, dẫn đến yêu cầu tăng cường kiểm soát để ngăn ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Sản xuất thực phẩm chức năng không an toàn, nguyên liệu không rõ ràng, nguồn gốc xuất xứ, buôn bán 7.300 viên ngói giả nhãn hiệu Vigracera. Đây chỉ là hai trong số gần 1.400 vụ việc vi phạm gian lận thương mại đã được Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thanh Hóa phát hiện, xử lý từ đầu năm đến nay. Chúng tôi sẽ tập trung tăng cường kiểm tra, xử lý tất cả các cái tổ chức cá nhân có dấu hiệu vi phạm về gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm. Trong đó tập trung vào chủ yếu các cái mặt hàng thiết yếu về cung cấp, về nhu cầu, về cuối năm. Cùng với kiểm tra, kiểm soát thị trường, lực lượng chức năng tại Thanh Hóa đã kết hợp tuyên truyền, nâng cao ý thức của người tiêu dùng và cơ sở kinh doanh trong phòng chống gian lận thương mại, tổ chức các gian hàng phân biệt thật giả, các tuyên phố nói không với hàng giả. Đội thị trường ở đây thì cũng về tuyên truyền đến cơ sở là chúng tôi cũng nắm bắt được, là cũng lựa chọn những cái hàng hóa có đảm bảo về chất lượng, thứ hai nữa là chuẩn chỉnh về giấy tờ, hóa đơn, chúng tôi bán cho bà con yên tâm. Cũng khuyên cáo với người tiêu dùng là khi mua hàng hóa thì nên lựa chọn những cái điểm kinh doanh có uy tín và phải dành thời gian để đọc các cái thông tin thể hiện trên bao bì để đảm bảo là lựa chọn một cái hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng và đảm bảo chất lượng. Càng vào dịp cuối năm, khi nhu cầu tiêu dùng tăng cao, thị trường hàng hóa càng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, lực lượng chức năng tại Thanh Hóa sẽ tiếp tục theo sát diễn biến thị trường, thực hiện bình ổn nguồn cung, xử lý nghiêm các vi phạm, giúp người tiêu dùng tiếp cận được các mặt hàng có chất lượng, giá thành hợp lý.